hào hức, rất là vui và rất là phấn khởi. Tính cách của anh hay mộng mơ nhiều, rất thích hồn nhiên như thời niên thiếu. Lắm lúc sợ anh theo bạn chơi bời, anh xua tay ôi trời ơi. Nói chung là MV lần này là MV concept, là một MV concept mà Amee cảm thấy rất là đáng yêu. Và chúng mình đều hóa thân là thành những cô nàng như kiểu rằng là luôn luôn là một người mama bên cạnh một người chàng trai của mình ấy. Ví dụ như là luôn luôn chăm lo, chăm sóc, quan tâm để ý đến người yêu như là kiểu một người mama vậy. Thế nên là hôm nay mộng đi mặc đồ rất là đáng yêu, trông rất là đáng yêu. Quá nên em chiều anh cứ như là em bé. Đàn ông nông nổi xuyên khơi, đàn bà xuất sắc như cưới được trâu. Em thấy em cũng hơi giàu nên mong anh xuống tỉnh được ông ra. Bản thân Amee rất thích choreography lần này và Amee mong rằng là mọi người sẽ thích.